Những ngày lưu lại Mỹ Tho, chúng tôi đã đi thăm khá nhiều di tích cổ xưa, trong đó có ngôi chùa Vĩnh Tràng này. Chùa Vĩnh Tràng, một ngôi chùa thờ Phật lớn nhất tỉnh Tiền Giang, với lối kiến trúc Việt, Angkor hòa quyện với kiến trúc châu Âu trong một tổng thể hoàn chỉnh. Vĩnh Tràng thực sự mang lại cho du khách một cảm giác vừa cổ kính vừa hiện đại. Trước chùa có hai cổng tam quan được xây dựng vào năm 1933 theo kiểu cổ lầu. Cửa ngõ này được cẩn bằng đồ sứ có giá trị, tất cả đều thể hiện sự sống động, vui tươi. Chùa được xây dựng theo dạng chữ quốc của Hán tự, gồm bốn gian nối tiếp nhau: tiền đường, chánh điện, nhà tổ, nhà hậu. Nằm trên địa phận xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, ngôi chùa được xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ 19 bởi ông bà Bùi Công Đạt. Nhưng ngôi đại tự chỉ thực sự được hình thành khi Hòa Thượng Huệ Đăng, chùa Phước Lâm từ Gia Định về tổ chức xây dựng vào năm 1849. Lúc bấy giờ, chùa vẫn còn rất đơn sơ, chỉ gồm 5 lớp với 2 sân cảnh và 178 cột. Mãi đến năm 1907, được sự trùng tu của Hòa Thượng Chánh Hậu, ngôi chùa mới có dáng dốc như ngày nay. Bộ tượng cổ nhất chùa là bộ Tam Tôn, Phật A-di-đà, Quan Thế Âm và Đức Thế Chí bằng đồng. Đặc biệt ở đây có bộ tượng Thập Bát La Hán cưỡi trên mình các con thú, là những tác phẩm chạm khắc gỗ độc đáo mà các nghệ nhân Nam Bộ đã tạc khá tỉ mỉ vào những năm 1909-1910. Với hơn 60 pho tượng quý cùng những đường nét kiến trúc độc đáo, chùa Vĩnh Tràng thực sự là một điểm đến lý tưởng cho những du khách phương xa đến cúng viếng và lễ Phật. Đây là một trong những ngôi nhà cổ xưa nhất của đất Mỹ Tho. Nhưng mà điểm đặc biệt nhất thì đây là lại là ngôi nhà của Bạch Công Tử. Ngày xưa có được căn nhà như thế này là trở thành là một trong những người giàu nhất ở đất Mỹ Tho này. Đây là cái ngôi nhà được ngành văn hóa thông tin sẽ phục chế lại để phục vụ cho du lịch, để tìm hiểu về cuộc đời của một người đã một thời nổi tiếng của đất Mỹ Tho. Chúng ta sẽ vào xem bên trong. Ngôi nhà dù đã xuống cấp trầm trọng vì thời gian, nhưng vẫn được ngành văn hóa bảo quản với dự án sẽ trùng tu để phục vụ du lịch. Bởi đây là ngôi nhà của một người nổi tiếng giàu có, sống hào hoa phong nhã một thời của Mỹ Tho. Tuy ăn chơi phung phí, nhưng ít nhiều ông cũng có công đóng góp cho hoạt động nghệ thuật cải lương của Mỹ Tho, làm cho cải lương vang bóng một thời với gánh hát Phước Cương, rồi Quỳnh Kỳ và ngôi sao cải lương Phùng Há, vợ ông, những năm của thập niên 1920-1930. Bạch Công Tử, tên thật là Lê Công Phước, gọi tên Tây là Giọt Phước. Dân gian gọi Bạch Công Tử là để phân biệt với Hắc Công Tử Ba Quy ở Bạc Liêu, một người cũng nổi tiếng giàu có và ăn chơi cùng thời. Bạch Công Tử là con trai thứ tư của đốc phủ Lê Công Sủng, người ở làng Điều Hòa, Mỹ Tho xưa, nay thuộc phường 3, thành phố Mỹ Tho. Sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà này, Bạch Công Tử được cha cho đi du học về nghệ thuật sân khấu tại Pháp vào năm 1909. Vốn là người mê cải lương, nên khi về nước, Giọt Phước hợp tác với Nguyễn Ngọc Cương lập ra gánh hát Phước Cương,
quy tụ rất nhiều đào kép nổi tiếng thời đó như Năm Phỉ, Tám Danh. Nhưng năm sau, ông cho tách ra và lập gánh Quỳnh Kỳ với sự tham gia của Phùng Há, Ba Dân, Năm Phỉ, Tám Du, vân vân. Nhiều tài liệu cho rằng đây là đoàn cải lương lớn nhất Nam Kỳ lục tỉnh thời đó. Cuộc đời Bạch Công Tử tiêu tốn rất nhiều tiền cho sự nghiệp cải lương, nhưng cũng chi tiêu không ít cho chuyện ăn chơi, hút sách và nghiện ngập. Có rất nhiều giai thoại xoay quanh cuộc đời của vị công tử hào hoa này được báo chí ngày xưa thêu dệt. Nhưng ít ai biết rằng một người giàu có dùng tiền giấy làm củi nấu chè ngày nào. Bây giờ ngôi mộ của ông lại nằm cô đơn trong một xóm nhỏ ở ngoại ô huyện Chợ Gạo. Đây là cái ngôi mộ của Bạch Công Tử, có ghi rõ tên là Bạch Công Tử Giọt Lê Công Phước, mà ở người đời thường gọi là Giọt Phước. Ông đã được chôn cất ở đây từ rất lâu rồi mà không có thể hiện trên bia mộ, chỉ qua dân gian và biết được là những người ở chung quanh cái khu đất mà ông nằm cũng thường cúng dỗ ông, và cũng thỉnh thoảng cũng có một số người đến thăm và cúng bánh trái cho ông. Chúng tôi tìm đến thăm và thắp cho ông một nén nhang. Lòng thấy thật bùi ngùi khi nghĩ về một con người xài tiền như nước và đoạn cuối cuộc đời tay trắng nghèo khổ của ông. Với chúng tôi, dù ông là người có cuộc sống như thế nào thì cũng là một nhân vật của lịch sử, gắn với một thời đại lịch sử của đất Mỹ Tho xưa. Người đời sau cũng cần nên biết, như cuộc đời và khu biệt thự sang trọng của công tử Bạc Liêu cũng đã góp phần thú vị cho du khách đến thăm và tìm hiểu về lịch sử một địa phương. Khám phá những nét xưa của đất Mỹ Tho, chúng tôi cũng muốn tìm hiểu về món ăn ngon đã nổi tiếng từ xưa cho đến tận bây giờ, đó là hủ tiếu Mỹ Tho. Nhiều bậc cao niên cho rằng hủ tiếu Mỹ Tho ngon trước nhất là nhờ sợi hủ tiếu được sản xuất từ làng nghề bánh hủ tiếu Gò Cát. Kế đến là do cách chế biến của các quán hủ tiếu của bà con người Hoa ở chợ Mỹ Tho. Người Hoa vốn có tài nấu ăn, đặc biệt là chế biến món mì, hủ tiếu. Theo chỉ dẫn, chúng tôi đi tìm quán hủ tiếu nổi tiếng có tên là quán Bà Tiều. Địa chỉ thì đúng, cũng là quán hủ tiếu Mỹ Tho, nhưng chủ quán bây giờ là Út Mập. Vợ chồng anh vui vẻ cho biết, vợ chồng Bà Tiều ngày xưa nổi tiếng với quán hủ tiếu này. Sau ngày hòa bình, họ truyền nghề lại cho vợ chồng anh trước khi đi định cư ở nước ngoài. Anh vẫn nối tiếp nghề cho đến nay đã hơn 60 năm và giữ hương vị như xưa. Nhiều người rời Mỹ Tho đã lâu, khi trở về cũng tìm đến quán này để thưởng thức lại hương vị hủ tiếu Mỹ Tho nổi tiếng ngày nào. Giới ẩm thực đều cho rằng sở dĩ hủ tiếu Mỹ Tho nổi tiếng từ trên 60 năm qua là nhờ bánh hủ tiếu được làm từ gạo Gò Cát tại xã Mỹ Phong. Làng nghề làm bánh hủ tiếu Gò Cát là góp phần làm cho hủ tiếu Mỹ Tho nổi tiếng, và cái sản phẩm của bánh hủ tiếu Gò Cát này cũng là rất là nổi tiếng. Chúng tôi đã đi từ đầu cổng làng nghề cho đến khi vô đến đây là khoảng chỉ hơn một cây số thôi, và chúng ta đã gặp bà con phơi bánh hủ tiếu dài theo đường. Gò Cát là vùng đất có con kinh từ Mỹ Tho chảy ngang qua,
dẫn tới chợ gạo. 6 tháng mặn, 6 tháng ngọt, nên hạt lúa mùa trồng nơi đây mang hương vị đặc trưng hơn hẳn gạo nơi khác, làm hủ tiếu rất ngon. Để có được một mẻ hủ tiếu đạt chất lượng cao, các chủ lò trước hết phải chọn cho đúng gạo, đem về ngâm một đêm rồi xay, lược, lắng, pha chế. Sau đó mới đưa vào hệ thống tráng. Quan trọng nhất là giai đoạn phơi bánh sao cho vừa đủ nắng, là mang vô sắc sợi. Có vậy mới giữ được độ dẻo và thơm ngon. Đặc biệt, hủ tiếu Mỹ Tho chỉ tiêu thụ trong vòng 24 giờ. Để lâu, mùi vị sẽ mất ngon. Gạo gò cát sau khi chế biến thành phẩm, sợi hủ tiếu sẽ dai, màu hơi đục, ngọt, tuyệt đối không chua. Ông Ba Thuận, gia đình đã ba đời làm nghề hủ tiếu, khẳng định hủ tiếu làm bằng các loại gạo khác, chất lượng sẽ thua kém xa gạo gò cát. Nhưng hiện nay, do làng nghề phát triển mạnh, gạo sản xuất không đủ dùng, nên bà con đã bắt đầu tìm những giống gạo có chất lượng tương tự để pha chế. Trong hành trình khám phá về vùng đất Mỹ Tho, và chúng tôi đến thì cũng vào lúc Mỹ Tho đang chuẩn bị cho 333 năm kỷ niệm thành lập Mỹ Tho Đại Phố. Và trong nhiều cái chương trình hoài cổ đó thì chúng tôi rất là may mắn gặp được kỹ sư điện Trương Vĩnh Thắng. Còn trẻ nhưng lại có một niềm đam mê sưu tầm đồ cổ, mà đặc biệt là Thắng là chỉ đam mê là các loại bình gốm, đôn và chậu thôi, chứ không nghiên cứu nhiều ở lĩnh vực khác. Bộ sưu tập của kỹ sư Thắng chưa nhiều, chủ yếu là các loại đôn, chậu cảnh. Có loại tuy đã qua gần một thế kỷ, nhưng nước men, những mảng sơn trên các đồ gốm sứ vẫn còn giữ nguyên được màu sắc trung thực và sinh động. Ngày nay, kỹ thuật gốm sứ trang trí phát triển nhanh chóng, khiến cho đồ gốm cổ xưa phải lùi dần vào quá khứ. Nét đẹp dân dã của gốm Nam Bộ xa xưa luôn ẩn chứa tinh thần phóng khoáng và tâm hồn yêu nghệ thuật của người phương Nam. Đó còn là sức mạnh tự lực tự cường trước dòng gốm phát triển đã lâu như gốm Trung Hoa, gốm Nhật, gốm Tây. Nhưng gốm Việt vẫn phát triển. Và từ xưa, người Việt cũng đã ưu tiên dùng gốm Việt ở mọi nơi, từ đình chùa, miếu mạo cho đến vật dụng trong gia đình. Rất là lý thú, thưa quý vị, có lẽ bây giờ ít có ai nhìn lại được cái bình tích hồi xưa ở trong gia đình mình. Hầu hết hồi xưa các gia đình đều có, nhưng sau này cuộc sống công nghiệp nó ngày càng hiện đại đi thì những cái món đồ này nó càng ít dần, và bây giờ nó trở thành rất là hiếm. Tôi chắc rằng khi chúng ta nhìn lại những cái bình tích như thế này thì rất nhớ gia đình ngày xưa. Tạm biệt những hoài niệm cổ xưa, chúng tôi trở lại thực tế với miền đất cây lành trái ngọt. Một lần nữa khẳng định vị thế của Dương Quốc trái cây, chúng tôi đến thăm đảo Sầu Riêng Ngũ Hiệp, một vùng đất cù lao nằm trên sông Tiền thuộc huyện Cai Lậy.
Multimedia.